AI có thể cho hỗ trợ gọi group để bạn có thể cuộc họp trực tuyến và chúng ta có thể họp giao ban của công việc kinh doanh của mình, của công ty của mình. Thì đây là một cái điều tuyệt vời và Sky rất là dễ xài. Và Sky này là của Microsoft, rất là an tâm trong việc bảo mật. Và nó có thể hỗ trợ gọi group từ 50 đến 100 người. Và cái điều tuyệt vời mà tôi thấy nó có thể thay thế và ăn đất dâm đó là nó không cần phải cài đặt phần mềm, chỉ dùng trình duyệt mà thôi. Không cần phải đăng ký luôn, tức là chúng ta có thể tham gia với tư cách là cái người không cần đăng ký tài khoản. Đó là lý do tại sao nó có thể hỗ trợ chúng ta, có thể với những người gặp vấn đề về kỹ thuật, chúng ta có thể làm việc này. Thế thì đây là một cái điều mà tôi đã giải quyết được cái việc mà điều hành một nhóm làm việc từ xa với công cụ Sky này. Tôi có một đội ngũ làm việc freelancer rất là nhiều nơi, ở nhiều nơi, ở nhiều vị trí địa lý, ở nhiều không gian, thời gian khác nhau. Và tôi dùng cái này và tôi có thể hỗ trợ gọi miễn phí, chat gọi điện miễn phí và tham gia công tác làm việc từ xa. Bây giờ anh chị thấy một cái công việc mà cái keyword, cái từ khóa mà hot nhất trong thời gian vừa qua đó là remote, tức là làm việc từ xa. Thế thì cái việc mà để chúng ta thay thế và tìm được công cụ giải pháp làm việc từ xa hiệu quả, và chính cái công ty của tôi, đội nhóm của tôi đang dùng đó là Sky. Và ngày hôm nay với thủ thuật này, với cái tip nhỏ, với cái mẹo này, tôi sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được một tháng lên tới vài triệu đồng với công cụ này, thay vì phải dùm phải trả tiền. Chúng ta có thể dùng cái này và hoàn toàn miễn phí cho một cái công ty vừa và nhỏ dưới 100 người. Và chúng ta có thể unlimited thoải mái trong việc gọi điện, chat, share màn hình, và chúng ta làm bất kỳ điều gì mà Zoom có thể làm. Và với thủ thuật này tôi giúp cho bạn tiết kiệm rất nhiều tiền đấy. Và tôi đã nói rồi, cái cách mà Zoom này vận hành thì rất là đơn giản. Chút nữa tôi sẽ nói. Và cái điều hay ho của nó là chúng ta có thể share được màn hình để tương tác được. Nếu chúng ta có file thuyết trình PowerPoint, chúng ta có cái tài liệu để chia sẻ làm việc nhóm, chúng ta có thể xài nó. Và các bạn để ý là chữ nó ở đây thì vẫn có cái nút reaction, tức là like hay là thả tim. Chúng ta có thể share màn hình, chúng ta có thể chat, chúng ta có thể điều khiển voice của mình hoặc hình ảnh. Và quan trọng ta có thể ghi âm cái cuộc nói chuyện này, và chúng ta có thể ghi nó ở trên nền tảng desktop và chúng ta đưa lên cloud, và chúng ta có thể share cái cuộc gọi này. Và quan trọng là, tôi nói điều này rất là quan trọng, đó là cái link cuộc gọi nhóm của bạn, cái link để làm việc từ xa của bạn, thì có thể lưu cái link đó trong vòng một tháng, bạn không phải khởi tạo nó trong một tháng. Cái link của bạn là có thể để nguyên trong vòng một tháng, đó là cái điều tuyệt vời, đúng không nào? Và trong quá trình bạn gọi điện, bạn có thể chụp lại màn hình của bạn, những cái điểm nhấn, hoặc bạn có thể gì bật cái subtitle lên, tức là chúng ta có thể bật cái gì ạ, cái chữ của bạn lên, đó là cái điều tuyệt vời, đúng không nào? Và tôi nói với bạn đó là rất là tuyệt vời ha. Và điều quan trọng là chúng ta có thể chỉnh sửa cái gì ạ, chúng ta có thể chỉnh sửa cái background. Đây là cái bị, đây là tôi sẽ nói cho bạn biết, nó rất là tuyệt vời khi mà đó. Ví dụ đây là một cái tài khoản, bạn phải nhớ đây là một cái tài khoản của tôi. Thì cái tài khoản này đã đăng ký rồi, cho nên và cái phần, nếu bạn không muốn, chưa có xài Sky bao giờ thì không sao, bạn không cần phải đăng ký. Đây là cái Meet Now này, đây là một cái tính năng của Sky. Và chúng ta chỉ cần bấm vào đây, chúng ta, nó sẽ hiển thị ra. Đây, đó, nó sẽ tự động tạo một cái đường link cho các bạn, thấy không? Đây là đường link cho các bạn. Và quan trọng chúng ta bắt đầu bấm vào đây để share cái link này, để mời những cái người mà bạn muốn mời người ta vào cuộc họp này. Bạn có thể mời toàn bộ công ty, toàn bộ phòng ban, toàn bộ chi nhánh của bạn ở khắp mọi nơi, mọi miền tổ quốc, và có thể là bất kỳ nơi đâu, ở không gian địa lý nào. Đây, chúng ta có thể test, chúng ta có thể tắt cái hình ảnh này đi, đúng không? Chúng ta bật. Và chúng ta có thể chọn chế độ camera, chúng ta có thể kiểm tra được cái chế độ voice này. Và đây, ví dụ chúng ta có thể chọn chế độ backdrop là mờ. Backdrop mờ, chúng ta thấy backdrop nó mờ thì sau nó sẽ mờ, bạn không thấy gì đâu, thấy cái mặt mà thôi đó. Hoặc chúng ta có thể chọn lại là không có backdrop, hoặc là quan trọng chúng ta có thể add cái gì ạ, add cái email này, tức là chúng ta sẽ có thể chọn cái backdrop đằng sau khác với cái mà chúng ta muốn hiện thị đằng sau này. Điều đó rất là quan trọng, đúng không nào? Chúng ta có thể đưa cái backdrop này tùy ý đằng sau đó. Thế thì và chúng ta chỉ cần bấm cái gì ạ, đây chúng ta chỉ cần bấm, chúng ta bấm gọi điện như thế này. Đó. Khi chúng ta bấm thế này thì chúng ta thấy là hiện nay có một mình tôi ở trong cái group này thôi. Và nhiệm vụ của tôi là mời những cái người khác vào, mời những người khác vào nếu họ có Sky. Và nếu không có Sky thì sao, chẳng sao cả, mình có thể share cái link này
cho họ qua Gmail, qua mạng xã hội, qua Facebook, qua WhatsApp, qua Messenger chúng ta bình thường, và chúng ta có thể chat với bất kỳ cái người nào ở trong group này được không? Chat, chúng ta gửi hình ảnh, chúng ta chat. Và quan trọng là chúng ta có thể gì ạ? Chụp hình lại, chúng ta có thể gì ạ? Share được màn hình. Khi mà có một cái người khác vào trong đây thì cái tính năng share màn hình sẽ được kích hoạt, tính năng share màn hình. Tính năng share màn hình nó giống như đây. Đó, có cái nút share màn hình đây, share màn hình, share screen đây. Đó, hoặc là chúng ta có thể ghi âm nó lại. Vậy thì rất là tuyệt vời đúng không nào? Rất tuyệt vời cho bạn khi mà gì ạ? Đó, rất tuyệt vời cho bạn khi mà chúng ta có một cái công cụ hiệu quả như thế này để chúng ta có thể tiết kiệm được một tháng vài triệu. Tôi nói không nhầm đâu, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Để tôi mở cho bạn coi. Hiện nay, ví dụ như bạn có thể xài những cái tính năng như mà đây, để tôi kiểm tra bạn phải trả bao nhiêu tiền một tháng. Hãy nhớ nhé, bạn phải trả bao nhiêu tiền một tháng nếu như bạn xài những cái tài khoản đây. Tôi cho bạn coi để bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền một tháng, bạn tiết kiệm được khá nhiều đấy. Đấy, thấy không? Nếu như bạn làm bình thường 100 ứng viên, 100 cái người vào trong group thì bạn mất khoảng là nhiêu đây tiền. Nếu mà một 300 thì bạn cần nhiêu đây, và nếu như là 500 thì bạn cần nhiều hơn, nhiều tiền hơn. Đó. Nếu như đây, đây là bạn phải cần số tiền khá là nhiều. Nếu như là bạn cần 500 người. Và nếu như bạn cần số lượng lớn hơn, bạn phải, đó. Vậy thì hiện nay với cái công cụ giải pháp của Sky này, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền mà tôi đã chỉ cho bạn rồi. Cách rất đơn giản là chỉ cần tạo nó và gì, share cái đường link này cho cái người mà bạn muốn mời vào đấy, và bạn có thể thuyết trình, bạn share màn hình, bạn có thể chia sẻ bất kỳ điều gì. Đó là cách mà tôi muốn giúp cho bạn ngày hôm nay, một công cụ mà tôi đã dùng cái điều này để giải quyết cái bài toán họp trực tuyến, họp giao ban ở công ty chúng tôi, hoặc là đào tạo trực tuyến, hoặc là đào tạo có yếu tố share màn hình, hoặc là lưu lại dữ liệu khi mà chúng ta có thể làm gì ạ? Chúng ta có thể là share lại, hoặc là chúng ta có thể là làm bài giảng trực tuyến sau này. Đó là cái điều mà ngày hôm nay tôi chia sẻ với bạn. Đó. Và khi mà tôi chia sẻ điều này ra thì bạn phải hiểu là gì ạ? Tôi giúp cho bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền, và tôi cũng dùng cách này để tối ưu hóa cái cuộc họp trực tuyến doanh nghiệp của tôi. Và với cái cách này, ngày hôm nay tôi chia sẻ với bạn để giúp cho bạn thành công trong công việc kinh doanh của mình. Và hãy nhớ follow cái kênh của tôi để có thể có nhiều cái thông tin bổ ích hơn nhé. Và tôi chia sẻ cái cách sau này, tôi chia sẻ rất nhiều thứ, và tôi giúp những cái việc này giúp cho bạn điều hành công việc kinh doanh của mình, điều hành bộ phận sale của mình, điều hành công việc nhân sự của mình, điều hành cái chiến lược và bộ phận về sale, marketing, nhân sự, kế toán của mình một một cách rất là tuyệt vời, mà giảm rất nhiều chi phí, và hầu như bạn quản trị công ty của mình với chi phí hầu như rất thấp, và bạn có thể đưa doanh nghiệp của mình để cạnh tranh được với những đối thủ cạnh tranh còn lại. Hãy follow kênh của tôi để được nhiều giá trị bổ ích nhé.